Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Đám tang hoa hậu Jack Wenny Đặng Mỹ, không khí vắng lặng, người bố nén đau thương tiễn con gái về nơi an nghỉ. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn trong giai đoạn phức tạp nên gia đình bày tỏ mong muốn tang lễ của Jack Wenny Đặng diễn ra riêng tư, miễn viếng thăm viếng, miễn phúng điếu và vòng hoa. Vào 1 giờ chiều giờ địa phương ngày 8 tháng 4 tại Mỹ, Hoa hậu Việt Nam toàn cầu năm 2017 Jack Wenny Đặng đã qua đời ở tuổi 22. Các bác sĩ cho biết cô đã bị đột quỵ sau một cơn đau tim. Sự ra đi của cô khiến bạn bè, người thân và cả khán giả không khỏi xót xa, thương tiếc. Gia đình cũng tổ chức lễ tang vào chiều ngày 15 tháng 4. Sau đó linh cữu của Jack Wenny sẽ được hỏa táng tại nhà tang lễ địa phương. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn trong giai đoạn phức tạp nên gia đình bày tỏ mong muốn tang lễ diễn ra riêng tư, miễn thăm viếng, miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong tang lễ, bố của Jack Wenny Đặng cầm di ảnh con gái. Nhiều ngày qua ông không ăn, không ngủ, nén nỗi đau vào lòng để lo liệu tang lễ cho con gái. Sau khi tình hình dịch bệnh ổn hơn, bố của Jack Wenny sẽ trở về Việt Nam vào tháng 8 để thực hiện những dự án thiện nguyện còn dang dở của con gái. Những hình ảnh hiếm hoi trong tang lễ Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2017 Jack Wenny Đặng. Đám tang được tổ chức riêng tư vì tình hình bệnh dịch. Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2017 Jack Wenny Đặng lúc còn sinh thời. Tháng 12 năm 2019, Jack Wenny Đặng đã về Việt Nam trình diễn và làm từ thiện cùng trung tâm Kim Lợi Macro. Tại đây, cô đã có khoảng thời gian đáng nhớ giúp ích cho cộng đồng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.